Tứ diệu đế, bốn chân lý cao thượng. Nếu con người ta không hiểu rõ tứ diệu đế là gì, thì không có cách nào khác để tránh được con đường sinh tử luân hồi. Không hiểu rõ tứ diệu đế là gì, thì sẽ không thể nào tìm được con đường để thoát ly khỏi khổ đau, trầm luân, từ kiếp này sang kiếp khác. Cuối cùng là nỗi khổ của sự cô độc. Những cột mốc quan trọng của đời người gồm sinh, lão, bệnh, tử. Chúng ta đều chỉ có một mình, không người giúp đỡ, không chốn tựa nương. Bệnh tật hay đau khổ, sự sống hay cái chết đều chỉ do chính chúng ta trải nghiệm, không thể san sẻ hay nương tựa vào ai. Tứ diệu đế được coi là cốt tủy, là xương sống của toàn bộ giáo pháp của Phật Pháp. Tất cả giáo pháp của Đức Phật sau này đều là sự phát triển mở rộng dựa trên nền tảng của tứ diệu đế. Tứ diệu đế là gì? Tứ có nghĩa là bốn, diệu là diệu kỳ, màu nhiệm, đế là sự thật. Tứ diệu đế là bốn sự thật màu nhiệm, diệu kỳ. Ngoài ra thì tứ diệu đế còn được gọi là tứ thánh đế, tứ chân đế, hay gọi tắt là tứ đế. Đây là bốn điều chân thật mà Đức Phật Thích Ca phát hiện ra, chứng nghiệm và tuyên bố về cuộc sống kiếp nhân sinh của chúng ta. Nhân duyên ra đời của tứ diệu đế. Sau 49 ngày thiền định dưới cội Bồ Đề, Thái tử Tất Đạt Đa thành tựu đạo quả vô thượng Bồ Đề và trở thành bậc chính đẳng chính giác, hiệu là Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài đã chứng đạo tối thượng, thể nhập chân lý của pháp giới, thấu tỏ bốn sự thật của thế gian, chính là tứ diệu đế. Khi đó, tâm của Ngài lắng trong thanh tịnh, diệt trừ hoàn toàn mọi đau khổ, cấu uế và phiền não trong tâm. Với lòng từ bi vô tận, Đức Phật muốn đem sự thật căn bản ấy thuyết giảng, giáo hóa cho khắp muôn loài để đưa chúng sinh thoát vòng sinh tử luân hồi. Vậy nên tứ thánh đế được Đức Phật thuyết ngay trong bài kinh đầu tiên, gọi là chuyển bánh xe pháp, và thuyết trong bài kinh chuyển pháp luân khi Đức Phật đến thành Ba La Nại, đến vườn Nai để thuyết pháp độ cho năm anh em ông Kiều Trần Như. Ngài độ cho năm anh em ông Kiều Trần Như chứng quả và giác ngộ giải thoát. Từ đây thì tăng đoàn được thành lập, mở ra con đường hoằng dương chính pháp rộng lớn sau này. Trong bối cảnh xã hội và tâm linh Ấn Độ hoang mang, bế tắc thời bấy giờ, toàn bộ bài thuyết pháp này đã trực tiếp hướng về nhân sinh, giải quyết vấn đề thực tiễn cấp bách của loài người. Vì vậy, nó có giá trị vô cùng lớn lao đối với cả xã hội thời bấy giờ và vẫn còn là liều thuốc vô giá cho loài người hàng ngàn năm sau, cho mãi tới tận ngày nay. Tứ diệu đế chỉ rõ sự thật về cuộc sống khổ đau của con người, về nguồn gốc nguyên nhân dẫn đến đau khổ, về sự chấm dứt đau khổ và phương pháp thực hành dẫn đến việc chấm dứt khổ đau. Giáo lý này bao hàm đầy đủ cả hai mặt lý thuyết và thực hành. Phương pháp Đức Phật thuyết giảng thì cũng vô cùng thiện xảo. Ngài chỉ cho chúng sinh thấy rõ thực tế khổ đau của cuộc sống là gì. Sự thật ấy quả thật rất dễ hiểu và thiết thực đối với cả mỗi người, vì không ai là không trải qua cả. Tuy nhiên, Ngài nói về khổ không phải để chúng sinh cảm thấy bi quan, bế tắc như nhiều người vẫn nhầm tưởng về đạo Phật. Ngay sau khi giảng khổ đế, Đức Phật giảng tiếp về những nguyên nhân dẫn đến khổ đau, cũng như con đường giúp chúng sinh vĩnh viễn giải thoát khỏi khổ đau và đạt được hạnh phúc chân thật. Đó chính là ý nghĩa sâu xa của tứ diệu đế. Tứ đế có khổ, tập, diệt, đạo. Mỗi đế thì có 3 giai đoạn, nhân cho 4 thành 12 tuệ như sau. Khổ, tuệ chi, đây là khổ, khổ phải được thấy, khổ đã thấy. Tập, tuệ diệt, đây là nguyên nhân của khổ, phải được tận diệt, đã tận diệt. Diệt, tuệ chứng, đây là diệt khổ, phải được chứng ngộ, đã được chứng ngộ. Đạo, tuệ hành, đây là đạo diệt khổ, phải thực hành và đã thực hành. Như vậy thấy rõ tứ đế, chứng ngộ tứ đế là một điều kiện tất yếu để thành Phật, thành A-la-hán hay thành Phật độc giác như vậy đấy. Ngoài ra thì giải giác trong kinh điển, chúng ta sẽ thấy Đức Phật thường có những câu nói như sau. Ai thấy rõ tứ đế là người ấy có chánh kiến và đã vĩnh viễn ly thoát tà kiến rồi. Ai thấy rõ tứ đế, người ấy sẽ có pháp nhãn, có đức tin không thể lay chuyển với cả giáo pháp. Ai thấy rõ tứ đế, người ấy sẽ không còn bị vô minh, ái dục, si mê chi phối nữa.
người thấy rõ tứ đế mới có khả năng giải thoát khỏi sinh tử. Kính thưa quý vị, và bây giờ để chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu sâu hơn về tứ đế. Đầu tiên, khổ đế. Khổ chỉ tất cả những gì mình không ưa thích, khiến cho mình khó chịu đựng và khó kham nhẫn, làm cho mình mệt mỏi, căng thẳng, chán nản, đau đớn và muốn chối bỏ, xua đuổi. Đế là chân lý bất di bất dịch, không thay đổi. Như vậy, khổ đế là sự thật về bản chất đau khổ của đời sống. Đây là một bài pháp nhiệm màu của Đức Phật về nỗi khổ, để ngay khi chúng ta trực diện nhìn nhận nỗi khổ mà không né tránh chối bỏ cho nó, chúng ta có thể học hỏi được từ khổ đau, đạt được tự do, tự tại, giải thoát khỏi khổ đau. Khổ. Trong cuộc sống này thì có những nỗi khổ, đau mà ai ai cũng phải nếm trải cả. Từ nỗi khổ khi chúng ta sinh ra, cho đến nỗi khổ khi già yếu, bệnh tật và qua đời. Đây là những nỗi khổ về thân, những đau đớn về mặt thể xác mà chúng ta có thể thấy rõ sự trải nghiệm ở chính bản thân mình cũng như là những người xung quanh. Bên cạnh đó có nỗi khổ về tâm. Thực tế là tâm của chúng ta luôn luôn bất an do sự chi phối của cảm xúc tiêu cực như là tham lam, giận dữ, si mê, thiếu trí tuệ. Tâm tham khiến chúng ta luôn khát khao tìm cầu những thứ mà ta không có được. Ngược lại, ta chẳng hề trân trọng và biết đủ với những gì mình đang có. Tâm chấp ngã khiến ta dễ dàng giận dữ, đau khổ trước những nghịch cảnh trái ý. Cuộc sống của con người vì thế rơi vào vòng xoáy luẩn quẩn của sự bất mãn không nguôi. Đức Phật đã khái quát 4 nỗi khổ về tâm, gồm khổ vì mong cầu mà không có được, khổ vì yêu thích mà phải xa lìa, khổ vì không ưa mà gặp gỡ, chung sống, khổ vì năm ấm hưng thịnh. Năm ấm chỉ 5 món ngăn che chướng ngại là sắc, thụ, tưởng hành, thức, sẽ được trình bày chi tiết đọc phần sau. Vì năm ấm hưng thịnh nên những nhu cầu dục lạc, các xúc tình tiêu cực nhân sự hưng thịnh của năm ấm mà càng phát khởi mạnh mẽ, khiến chúng ta nhận về càng nhiều khổ đau. Ở một góc độ khái quát khác thì khổ đau căn bản có thể bao gồm những tình thái sau. Thứ nhất, đó là cái khổ từ sự không rõ ràng, không chắc chắn và không trường tồn của những hạnh phúc giả tạm của thế gian. Thứ hai, đó là khổ đau do bất an. Chúng ta luôn mong cầu nhiều hơn, lòng tham thiêu đốt chúng ta và sự tìm cầu của chúng ta là không giới hạn. Chẳng bao giờ ta được toại nguyện như ý. Thứ ba, còn có nỗi khổ đau ghê gớm do hết lần này tới lần khác phải xả lìa thân xác. Từ vô thủy kiếp tới nay, chúng ta đã chết đi rồi sinh ra không biết bao nhiêu lần. Đau đớn, sợ hãi, không chút nào tả xiết. Nhưng mỗi khi tái sinh trong luân hồi, chúng ta đều mê mờ quên mất điều này. Thứ tư, đó là nỗi khổ do gặp phải nhiều nỗi khổ đau hết lần này tới lần khác. Thứ năm, khổ vì bản thân thăng trầm của đời sống. Tiếp theo cao trào sẽ là thoái trào, kế tiếp thành công là thất bại, phía sau hội ngộ là chia lìa, sự sống đi đến tận cùng lại là cái chết. Như vậy có thể thấy rằng khổ đau hiện diện khắp nơi và bao trùm toàn bộ cuộc sống của chúng ta. Vô thường. Vô thường cũng là một thuộc tính của đời sống đã được trình bày ở trên. Về mặt giáo pháp thì vô thường nằm trong tam pháp ấn. Vô thường, khổ, vô ngã được xem như là những phạm trù căn bản nhất về chân lý cuộc sống được Đức Phật chỉ dạy. Vô ngã. Chính vì vạn pháp thế gian vốn vô thường nên chúng không thực sự tồn tại như ta hằng lầm tưởng. Nói cách khác, tất cả đều không có tự ngã chân thật, vì vậy gọi là vô ngã. Bản thân ngôi nhà kia nếu đem phân tích, chia sẻ sẽ chẳng có gì được gọi là ngôi nhà một cách độc lập riêng biệt cả. Ngôi nhà đó bao gồm các yếu tố như cốt thép, xi măng, gạch, ngói, vôi vữa. Nếu thiếu đi dù chỉ một yếu tố sẽ không thể tạo nên ngôi nhà được. Bản thân cái tôi mà chúng ta vẫn nhận lầm là ngã cũng chỉ là một tập hợp của ngũ uẩn với uẩn mang nghĩa các yếu tố tích tập lại mà thành. Không có gì gọi là một cái tôi thực sự thuần nhất biến mất. Như vậy, đời sống của mỗi chúng ta thực chất chỉ là một chuỗi hiện tượng thân tâm, một chuỗi hiện tượng đã hoạt động vô lượng kiếp trước khi ta sinh ra và sẽ còn tiếp tục
vô tận sau khi ta chết đi. Ngũ uẩn này, dù riêng lẻ từng uẩn hay hợp chung lại, chúng không hề tạo thành một cái gọi là cái tôi. Lòng tin có một cái tôi, có một nhân cách độc lập, chỉ là một ảo tưởng vĩ đại. Không may thay, người thế gian thì luôn bám chấp vào cái tôi, luôn duy trì ảo tưởng huyễn hoặc về một thực ngã như vậy. Hầu hết mọi vấn đề xung đột về sắc tộc, tôn giáo, lãnh thổ, kinh tế giữa các quốc gia hay ở phạm vi hẹp hơn, mâu thuẫn giữa cá nhân này với cá nhân khác đều do sự chi phối của ảo tưởng nói trên mà thành. Vì vậy, đây cũng là nguồn gốc của mọi đau khổ. Không. Bởi vạn pháp bao gồm ngũ uẩn là vô thường vô ngã, nên bản chất của nó chỉ là giả huyễn, là không. Chữ không ở đây không mang nghĩa là không có gì, mà là không thực hữu, không có tự tính, không tồn tại độc lập một mình, mà phải có sự liên hệ nhân và duyên. Thân người là một hợp thể nhân duyên, bao gồm yếu tố vật chất và yếu tố tinh thần, gọi một cách chung lại là ngũ uẩn. Chỉ cần một yếu tố không hoạt động tốt thôi, hay gặp trục trặc, thì cơ thể này sẽ bị bệnh, bị đau yếu, hoặc thậm chí là không còn tồn tại nữa. Như vậy, bốn khía cạnh vô thường, khổ, không, vô ngã, góp phần hoàn thiện bức tranh khổ đau, miên viễn của đời sống, một sự thật, một chân lý không thể chối bỏ. Khi nghe thuyết giảng về khổ đế, một số người dựa vào hiểu biết cạn cợt, cho rằng thế giới quan của Đạo Phật là bi quan, yếm thế. Thực ra thì để nhìn thẳng vào sự thật, dù nó đắng cay thế nào, đòi hỏi cả trí tuệ và lòng quả cảm. Mặt khác, Đức Phật không chỉ nêu lên vấn đề, Ngài cũng phân tích nguyên nhân sâu xa của vấn đề, đồng thời đưa ra giải pháp xử lý tối ưu. 2. Tập đế. Đây là chân lý chỉ 7 nguyên nhân của đau khổ. Con người vì vô minh, vì nghiệp tích tập bao đời mà mãi trầm luân trong bể khổ. Để tận diệt được quả khổ, chúng ta phải tiêu trừ được cái nhân của nó. Tập đế đã vạch mặt và chỉ tên thủ phạm đằng sau mọi đau khổ của chúng sinh. Vô minh chính là cội nguồn của tham, sân si, kéo lôi con người, tạo nghiệp, để rồi tái sinh và chịu quả khổ. Đầu tiên là nguyên nhân chấp ngã. Tham lam, giận dữ và si mê, thiếu trí tuệ là ba phiền não căn bản khiến con người luôn trầm luân với cả khổ đau. Sự vô minh mê mờ khiến chúng ta bám chấp vào cái tôi và tất cả những gì chúng ta cho rằng thuộc về tôi. Sự tin tưởng một cách sai lầm vào bản ngã, chắc thật khiến chúng ta phân biệt ta, người. Từ đó thì mọi yêu ghét buồn vui, mọi sự tưởng tình cảm, đối đãi bắt đầu sinh ra. Và bức tranh luân hồi khổ đau từ đó được vẽ nên. Chúng ta không hiểu rằng mọi sự vật hiện tượng trên thế gian này đều vô thường và biến đổi từng phút giây. Tất cả đều nương vào nhau mà sinh mà khởi, không một cái nào có tự tính riêng độc lập cả. Tâm bám chấp là gốc rễ phát khởi lòng tham, tính vị kỷ, cũng như tâm sân hận, tật đố và các phiền não nhiễm ô khác. Cho rằng tôi là tâm điểm, chúng ta luôn tham lam, muốn vun vén chạy theo những nhu cầu bất tận của bản thân. Lòng tham khiến cho ta tìm mọi cách để thỏa mãn tham vọng cá nhân, kể cả làm những việc bất chính hay chà đạp gây đau khổ cho người khác. Vì tham mà gia đình ly tán, anh em bất hòa, bạn bè xung đột, tội ác và bạo lực xảy ra khắp nơi cũng đều bắt nguồn từ tham vọng ích kỷ của con người. Tâm tham lam càng mạnh mẽ thì sân hận càng có nhiều điều kiện để sinh ra, do ham muốn không được thỏa mãn. Vì bám chấp vào cái tôi cố hữu, chúng ta luôn tự đồng hóa với những cảm xúc của mình và trở thành nô lệ cho những cơn bão cảm xúc triền miên như là tham luyến, sân hận, đố kỵ, kiêu mạn. Cuộc sống của chúng ta vì vậy mà đau khổ trầm luân không lối thoát. Điều thứ hai đó là 12 nhân duyên. Nếu như vô minh là căn nguyên của mọi khổ đau sinh tử luân hồi, thì triết lý 12 nhân duyên giải thích tường tận tiến trình sinh tử đó. Nhờ vậy chúng ta thấy mọi sự vật hiện tượng đều do nhân duyên giả hợp. 12 nhân duyên giống như 12 mắt xích vậy. Mỗi mắt xích là kết quả của mắt xích trước và là nguyên nhân của mắt xích sau. Nguyên nhân và điều kiện kết hợp để sinh ra mọi sự vật hiện tượng. Khi nhân duyên lìa tan rồi thì các sự vật hiện tượng cũng diệt vong. Vô minh được đề cập đến đầu tiên bởi đó là nguyên nhân căn bản.
Kế đến, theo thứ tự nhân duyên, chúng ta có vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thụ duyên ái duyên thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên lão, lão duyên tử. Triết lý 12 nhân duyên không chỉ giải thích tiến trình sinh diệt của thân trong vòng quay sinh tử, mà còn mô tả tiến trình tư tưởng. Triết lý này chỉ rõ, mọi hiện tượng tâm lý và vật lý tạo nên đời sống đều nằm trong vòng liên hệ qua lại. Chúng là nguyên nhân của một yếu tố này và là kết quả của một yếu tố khác, tạo thành một vòng liên tục với 12 yếu tố không có điểm kết thúc cũng như bắt đầu. Đây chính là nguyên lý căn bản của sinh tử luân hồi, tức là khổ đau. Điều thứ ba là quy luật nghiệp. Nghiệp xuất phát từ gốc tiếng Phạn karma, nghĩa là hành động có tác ý. Nghiệp luôn được bắt nguồn từ những tạo tác của tâm thông qua hoạt động của thân, khẩu và ý, gọi chung là tam nghiệp. Quy luật nghiệp nói rằng tất cả mọi hành động của thân, khẩu, ý với động cơ nhất định sẽ đem lại một kết quả tất yếu sau này. Đây là một quy luật tự nhiên chi phối tất cả, không loại trừ bất cứ đối tượng nào. Đồng thời nó bao trùm khắp cả ba thời, quá khứ, hiện tại và tương lai. Một hành động tạo tác thiện lành sẽ đem lại một kết quả tốt đẹp về sau. Trái lại, một hành động tạo tác bất thiện sẽ đem đến kết quả xấu ác sau này. Với quy luật nghiệp hoàn toàn khách quan, công bằng như vậy, chúng ta thấy rõ mình là chủ nhân của chính số phận bản thân, hoàn toàn không có bất cứ thượng đế hay đấng siêu hình nào đó ban phúc hoặc là giáng họa cả. Quy luật nghiệp giúp chúng ta giải thích rõ ràng logic và triệt để về nguyên nhân của đau khổ. Như đã nói ở trên, vô minh là nguyên nhân cơ bản làm phát khởi các xúc tình tiêu cực, tham lam, giận dữ, đố kỵ, kiêu mạn. Khi chúng ta suy nghĩ, nói và làm với những xúc tình tiêu cực đó, điều này cũng đồng nghĩa chúng ta tạo nghiệp trong luân hồi rồi. Vô số nghiệp chồng chất từ vô thủy kiếp tạo nên vô số quả khổ đau, khiến chúng ta mãi trầm chìm, không thể giải thoát khỏi luân hồi bất tận. Nội dung về nghiệp thì sẽ được trình bày cụ thể hơn ở phần sau. Thứ ba, đó là diệt đế. Không chỉ nói về khổ và nguyên nhân của khổ, Đức Phật còn chỉ cho chúng ta thấy rằng có thể tận diệt khổ đau, chấm dứt luân hồi sinh tử, đạt được giác ngộ, giải thoát chân thật. Trạng thái giải thoát đó thường được gọi dưới cái tên đó là Niết Bàn tịch diệt. Tuy nhiên, cần phải hiểu rằng Niết Bàn không phải là một cõi, một nơi nào đó xa rời thế gian này, cũng không thể hiểu một cách máy móc rằng đó chỉ là sự rỗng không, vắng lặng, diệt trừ hết tất cả, chẳng còn gì tồn tại hiện hữu. Niết Bàn là sự chấm dứt hoàn toàn của khổ đau, là sự vắng mặt của tham, sân, si, là tâm giác ngộ tuyệt đối, vốn siêu việt mọi ngôn từ và nhận thức thế gian thông thường. Một cách cụ thể hơn, khi đã giác ngộ được chân lý về khổ được trình bày trong khổ đế, hiểu được bản chất của những nguyên nhân gây ra đau khổ trong tập đế, cũng như thành tựu thực hành tu tập và phương pháp diệt khổ trong đạo đế, hành giả, người tu coi như đã thành tựu quả vị giác ngộ rồi, đạt được chân hạnh phúc và giải thoát khỏi luân hồi sinh tử. Mỗi chúng ta đều có thể đạt được quả vị giác ngộ theo cách này. Dù chưa thể thành tựu giác ngộ tuyệt đối, chúng ta vẫn có thể đạt được những cấp bậc giác ngộ khác nhau tương ứng với trình độ hiểu biết và thực hành ba chân lý còn lại của tứ diệu đế. Sự giác ngộ tuyệt đối vốn siêu việt mọi ngôn từ. Cảnh giới giác ngộ là không thể nghĩ bàn, bởi càng dùng ý niệm và ngôn từ phân biệt để diễn tả thì lại càng xa lìa với cả chân lý. Dù vậy, Đức Phật từ bi vô lượng, vì muốn cho chúng sinh được thấu rõ chân lý và phát khởi tín tâm tu tập, Ngài đã khai thị một cách khái quát về các quả vị giác ngộ này. Tuy vậy, chúng ta cần phải hiểu rằng các cấp bậc đó cũng chỉ là sự chia sẻ mang tính tương đối để giúp tâm phàm như chúng ta dễ tiếp cận mà thôi. Quả vị tu tập của Nguyên Thủy Phật Giáo. Trải qua các thứ lớp tu tập và chứng ngộ từ quả dự lưu, tức là bắt đầu nhập dòng thánh, quả nhất lai, quả bất lai,
A-la-hán quả, còn gọi là quả vô sinh. Ở quả vị này thì bậc A-la-hán đã tận diệt tham sân si, nên không còn chịu sự chi phối của sinh tử luân hồi nữa. Ngoài ra thì còn có quả vị Bích Chi Phật, hay còn gọi là Độc Giác Phật. Bậc Bích Chi Phật ra đời vào thời không có giáo pháp của Đức Phật. Các ngài tự quán sát 12 nhân duyên mà chứng đạt giác ngộ. Quả vị tu tập của Đại Thừa Phật Giáo. Quan điểm của Đại Thừa Phật Giáo thì không dừng lại ở sự thành tựu giác ngộ cá nhân. Hành giả khi tu tập cần phát tâm Bồ Đề rộng lớn để thực hành Bồ Tát Đạo, với mục đích đem lại giải thoát cho vô lượng chúng sinh trong luân hồi. Vì vậy, các cấp bậc thành tựu trên hành trình này chính là các quả vị Bồ Tát, được biểu trưng bằng các ngôi thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác, và tột cùng rốt ráo là quả vị Phật viên giác tối thượng, còn gọi là vô thượng chính đẳng chính giác. Bậc viên giác đã tròn đầy công hạnh tu tập tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Thứ tư, đạo đế. Con đường hướng đến giác ngộ Niết Bàn đã được Đức Phật vạch rõ chi tiết trong Đạo Đế, là sự thật về con đường chấm dứt của khổ đau, đưa đến hạnh phúc chân thật, bao gồm: 1. Trí tuệ nhìn nhận bản chất của cuộc sống. Khi đã được Đức Phật chỉ bày về bản chất khổ đau của cuộc sống rồi, cũng như là những nguyên nhân dẫn đến khổ đau, bạn cần suy ngẫm, quán xét để hiểu rõ giáo pháp. Chỉ khi có được hiểu biết đúng đắn, bạn mới có thể bước tiếp và đi đúng hướng trên con đường tu tập của mình. Nếu bạn vẫn chưa thể nhận thấy một cách sâu sắc rằng cuộc đời này, vạn pháp trên thế gian này, cũng như chính thân tâm của bạn đều chịu sự chi phối của quy luật vô thường, khổ, không và vô ngã, thì mọi sự tu tập đều không được lợi ích và bạn sẽ rất khó đạt được tiến bộ trong những thực hành của mình. Bởi vậy, trí tuệ hiểu biết đúng đắn này cũng được đề cập tới như là chính kiến, yếu tố đầu tiên của bát chính đạo. 2. Bát chính đạo. Bát chính đạo là những chỉ dẫn của Đức Phật về cách thức thực hành tu tập nhằm đưa hành giả thoát khỏi mọi bám chấp và vọng tưởng về mê lầm, giúp hiển lộ trí tuệ hiểu biết đúng đắn. 8 khía cạnh thực hành khác nhau có mối quan hệ tương hỗ mật thiết và cần được thực hành đồng thời. Chính kiến là sự hiểu biết, quan điểm đúng đắn. Chính kiến có được như khi bạn giác ngộ về khổ đế, nhìn mọi sự vật hiện tượng như bản chất chân thật của chúng, thay vì nhìn qua lăng kính vọng tưởng thông thường của thế gian. Để có được quan điểm đúng đắn này thì bạn cần thấu hiểu rằng lý vô thường, khổ, không, vô ngã và quy luật về nghiệp chi phối mọi sự vật hiện tượng thế gian này. Chính kiến không được xây dựng nên từ những hiểu biết, phân biệt nhị nguyên, mà cần được bắt đầu bằng trực giác quan chiếu sâu sắc sự thật về khổ, bản chất của khổ đau. Chính kiến là yếu tố tiên quyết, bởi chỉ có chính kiến mới đem lại suy nghĩ và hành động đúng đắn. Chính tư duy là suy nghĩ đúng đắn, là thanh lọc tâm để loại trừ những tư tưởng bất thiện và chăm bón những hạt giống thiện lành trong khu vườn tâm. Nếu như chính kiến nói về khía cạnh nhận thức thì chính tư duy nói về khía cạnh của sức mạnh tinh thần, tức là ý chí điều khiển mọi hành động của bản thân mình. Chính ngữ vô cùng cần thiết, bởi lời nói đúng đắn hỗ trợ cho việc trưởng dưỡng tâm linh. Đức Phật dạy rằng chính ngữ chỉ có thể đạt được khi bạn không nói dối, đặc biệt là sự dối lừa có chủ đích, không nói lời xấu ác, không nói lời thêu dệt vu khống, không nói lời vô nghĩa thị phi. Tóm lại, lời nói chính ngữ là lời nói chân thật, hòa nhã, mềm mỏng và có ý nghĩa thực sự. Chính nghiệp là hành thiện, xa lìa ác hạnh. Chính nghiệp chỉ những tạo tác liên quan đến hoạt động của thân. Để có chính nghiệp thì bạn không được làm tổn hại hay đoạt mạng sống của chúng sinh, dù là bất kỳ hữu tình hàm thức nào, không được chiếm đoạt, trộm cắp bất cứ thứ gì không phải của mình, không được tà dâm, tức là hành vi dâm dục bất chính, làm tổn hại tới người khác. Có thể thấy rằng hai yếu tố đầu tiên, chính kiến và chính tư duy, là sự tu tập rèn luyện đối với cả ý chí. Chính ngữ thì thuộc về khẩu và chính nghiệp thuộc về thân. Ba yếu tố này hỗ trợ lẫn nhau, giúp hành giả đạt được sự thanh tịnh của thân, khẩu và ý. Chính mạng là phương tiện sinh sống đúng đắn.
Chính mạng dạy chúng ta phải kiếm sống bằng những nghề nghiệp lương thiện một cách cụ thể. Người tu tập chính mạng phải xa lìa công việc liên quan tới vũ khí, tới chất độc, chất gây nghiện như là rượu bia, ma túy, thuốc lá, hay làm tổn hại mạng sống của chúng sinh như giết mổ. Ngoài ra thì những công việc mâu thuẫn với cả chính ngữ, chính nghiệp cũng cần phải từ bỏ vì không đem lại chính mạng. Chính tinh tiến có thể coi là yếu tố vô cùng quan trọng để thực hành và thành tựu bảy chi còn lại của bát chính đạo. Nếu không tinh tấn, miên mật một cách đúng đắn, bạn sẽ không thể thành tựu bất cứ chi nào và sẽ bị thoái thất hay sai lệch trong sự thực hành của mình. Chính tinh tiến có được dựa trên sức mạnh nội tâm, chính là những năng lực của tham ái, đố kỵ và sân hận được chuyển hóa. Một cách cụ thể, bạn cần từ bỏ những điều xấu ác đã lỡ phát sinh rồi, ngăn chặn những niệm xấu ác chưa phát sinh, phát khởi những niệm thiện lành và duy trì, trưởng dưỡng những việc thiện lành đã phát sinh. Vì vậy, chính tinh tiến phải luôn được dẫn dắt bởi chính kiến. Chính niệm là tỉnh giác, chú tâm và nhận biết rõ ràng những gì đang diễn ra trong giây phút hiện tại. Chính niệm giúp đẩy lùi những vọng tưởng nhị nguyên, mọi so sánh đối đãi để nhìn nhận sâu xa bên trong của sự vật hiện tượng thay vì bị cuốn theo vọng tưởng. Bước cuối cùng trên con đường bát chính đạo đó là chính định, phương pháp thiền định chân chính. Thiền định được hiểu là sự chú tâm, an định tâm vào một đề mục hay đối tượng nhất định. Khi tâm an định vững vàng, phiền não tạm thời lắng xuống, tâm trở nên sáng rõ và trí tuệ dần được hiện bày. Chính định chỉ có được nhờ tinh tấn công phu thiền định. Khi đạt được cấp độ thuần nhẫn nhất định rồi, bạn có thể định tâm một cách nhậm vận trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Như vậy có thể thấy rằng bát chính đạo không phải là một lý thuyết xa vời, mà đó là bản đồ tu tập kim chỉ nam cho sự thực hành trong cuộc sống của bất cứ cá nhân nào muốn hoàn thiện bản thân, thoát khỏi sự chi phối của khổ đau, hướng tới giải thoát, giác ngộ. Bát chính đạo bao hàm cả ba khía cạnh tu tập là giới, định và tuệ. Để có thể tiến bộ trên con đường tâm linh, chúng ta cần phải có một nền tảng tu học vững chắc dựa trên việc lắng nghe, suy ngẫm và thực hành giáo pháp. Đầu tiên, chúng ta phải bắt đầu bằng việc lắng nghe giáo pháp để có kiến thức. Tiếp đến, chúng ta cần suy ngẫm tư duy về những gì học được cho đến khi nhận hiểu được giá trị của giáo pháp. Sau khi đã hiểu được ý nghĩa của giáo pháp, chúng ta cần thực hành thiền định, quán chiếu sâu xa về giáo pháp để thực chứng giáo pháp. Khi cả ba bước lắng nghe, suy ngẫm và thiền định được thực hiện một cách chính xác và đúng pháp, sự thực hành của chúng ta tự nhiên trở nên đầy đủ và mang lại lợi ích cho bản thân và cả chúng sinh. Nếu không biết lắng nghe, tư duy rồi thực chứng giáo pháp qua thực hành thiền định, chúng ta sẽ có những hiểu biết sai lầm, lệch lạc hoặc là tri thức cạn cợt, dẫn đến việc thực hành pháp Phật không đúng đắn, chính xác hoặc không mang lại lợi ích. Lấy ví dụ Đức Phật dạy rằng, con người ai cũng phải chịu đựng khổ đau của sinh, già, bệnh, chết. Khi lắng nghe giáo pháp này, chúng ta sẽ có một chút kiến thức về vấn đề này. Sau đó chúng ta suy ngẫm về các loại khổ đau khác nhau, nhận ra được thế nào là khổ đau, và thấy cần phải thay đổi lại cách sống để loại bỏ những phiền não ngay trong kiếp này và trong tương lai. Chúng ta sẽ quyết định chứng ngộ được tính tự tâm, vượt biển sinh tử, thoát khỏi khổ đau. Sau khi đã hoàn thiện phần văn, tư, thiền định, chúng ta cần phải có trách nhiệm thực hành, áp dụng Phật Pháp vào đời sống để đạt được giải thoát. Tất cả ba trí tuệ có thể được gọi là một cách hợp lý là thiền định. Phương pháp cốt yếu của con đường đạo là phát triển trí tuệ. Để đạt được mục tiêu này, chúng ta cần phải liên tục tưởng dưỡng việc lắng nghe, suy ngẫm và thiền định. Cả ba phẩm chất này cần phải phát triển đồng đều và thường xuyên thì mới đem lại sự chứng ngộ, làm hiển lộ trí tuệ căn bản và tiêu trừ vô minh. Con đường tu tập. Đạo đế là con đường tu tập, chứ không phải là pháp môn tu tập, lại càng không phải là pháp môn phương tiện. Pháp môn tức là phương pháp tu. Nói phương pháp tu thì có nghĩa là có một cách tu, theo một công thức có sẵn. Phương pháp, phương cách, công thức là cái quy định sẵn. Có phương pháp, quy định
tức là có lập trình. Có lập trình tức là có thể giải mã để tìm ra nghiệm số. Nó không phải là một công thức vật lý, không phải là một phương trình toán học. Giác ngộ là một bài toán tâm linh, nhưng không có một công thức, một phương pháp nào để giải mã được cả. Pháp môn phương tiện lại càng sai lầm. Tu theo phương tiện nhằm đạt cứu cánh. Phương tiện và cứu cánh thường diễn tiến theo nhân, quả và thời gian. Đạo đế không phải là tu dần dần mà được. Còn nhân quả, còn thời gian là còn khổ đau và sinh tử. Bát chính đạo là con đường tu tập. Chư thánh nhân đã đi rồi, đi đến nơi giác ngộ giải thoát. Con đường là lối đi, là lộ trình, nhưng không phải là lối đi, là lộ trình cụ thể nào cả. Đây chính là cách nói về sự khai mở tuệ giác. Con đường khai mở tuệ giác. Ví dụ, chính kiến, ta không thể đưa ra một phương pháp, một công thức nào để có được chính kiến cả. Chính kiến là cái thấy biết chân chính. Nói cách khác thì con đường tu tập đạo đế là một cuộc chuyển hóa, biến mê thành ngộ, biến cái thấy lầm thành cái thấy đúng, từ mắt bệnh ra mắt lành. Ở đây như đã nói ở Diệt Đế, con đường tu tập này là tu tập theo giới định tuệ để chấm dứt ảo tưởng, tức là nhân. Chấm dứt ảo tưởng thì ảo giác, tức là quả, sẽ tự diệt. Khi ảo tưởng, tập đế và ảo giác khổ đế diệt, thì Niết Bàn, Diệt Đế, tự hiển lộ. Và khi ấy đạo đế cũng chính là Diệt Đế, và nhân, đạo đế và quả Diệt Đế lúc ấy là một. Không thể gọi là nhân sinh quả, nên bát chính đạo còn được gọi là bát thánh đạo vậy. Chứng ngộ, Niết Bàn. Khi còn gọi tên, còn sử dụng khái niệm thì có nhân, có quả. Đạo đế là nhân và Diệt Đế là quả. Khi còn nói tu tập và con đường tu tập thì phải có sự tu tập và sự chứng ngộ Niết Bàn. Vậy thì ta phải tu tập giới định tuệ như thế nào để chứng ngộ Niết Bàn đây? Ta có thể điểm lại giới định tuệ ấy, sử dụng nghĩa chính kiến theo cách hiểu xưa nay. Thật ra thì Samadhi mà dịch là chính kiến, rồi hiểu là thấy biết chân chính thì không thể diễn đạt được trọn vẹn từ Sama. Nó không chỉ có nghĩa là thấy đúng, thấy trơn, thấy chính, thấy thực, mà còn có nghĩa là thấy toàn diện, thấy triệt để, thấy viên mãn, thấy trọn vẹn, như chân, như thực nữa. Giới thuộc thân, ngữ, nghiệp, mạng, định thuộc tâm, tấn, niệm, định, tuệ thuộc trí, kiến, tư duy. Tu giới định tuệ để hưởng phước báu nhân thiên. Khi ta chưa thấy pháp thì dẫu có tu giới định tuệ cũng không thể giác ngộ, giải thoát, thấy Niết Bàn, mà chỉ có thể hưởng được phước báu nhân thiên mà thôi. Khi thân tu giới, nghĩa là ta đang cố gắng nói lời chân chính, cố gắng giữ gìn ba nghiệp, cố gắng nuôi mạnh chân chính, thì ngữ nghiệp mạng ấy sẽ từ từ tốt hơn. Khi nói từ từ, dần dần là ở trong nhân quả và thời gian. Còn nhân quả, thời gian là còn sinh tử, nghĩa là còn hữu lậu và sanh y. Do vậy ta chỉ hưởng được phước báu hữu lậu. Khi tâm tu định, khi ta cố gắng làm lành, lánh ác, cố gắng lìa xa tạp niệm, giữ chánh niệm, cố gắng tu thiền định, thì từ từ, dần dần ta sẽ có được tấn, niệm, định tốt hơn. Từ từ, dần dần, nghĩa là diễn tiến trong nhân quả và thời gian. Tương tự như tu giới định ấy, còn hữu lậu và sinh y, chỉ hưởng được phước quả hữu lậu. Khi trí tu tuệ, ta cố gắng lìa xa tất cả những tà kiến, cố gắng lìa xa sân tư duy, hại tư duy, dục tư duy, thì từ từ dần dần ta sẽ có được kiến và tư duy tốt hơn. Kiến và tư duy ấy còn hữu lậu và sinh y, chỉ hưởng phước báu nhân thiên. Bất cứ một hành giả nào, sa môn, tăng ni, Phật tử nào chưa thấy pháp, nghĩa là chưa ngộ mà tu, thì đều rơi vào trường hợp thứ nhất này. Tu giới định tuệ để chứng Niết Bàn. Chỉ để dành cho người thấy pháp. Vậy pháp ấy là pháp gì? Và tu thế nào thì mới chứng ngộ được Niết Bàn đấy? Khi nói về pháp, Đức Phật dạy: ai thấy pháp tức thấy Như Lai, ai thấy Như Lai tức thấy pháp. Thì pháp ấy chính là chân lý, là sự thật mà mỗi người phải chứng nghiệm trong lòng của mình. Tu giới định tuệ để chứng ngộ Niết Bàn thì ta phải hiểu rằng giới là đại biểu cho ngữ, nghiệp, mạng, định là đại biểu cho niệm và định, tuệ là đại biểu cho kiến và tư duy. Tuy nhiên, lác đác trong kinh điển
Đức Phật nói, tinh tấn, chính niệm, tỉnh giác thì ta phải hiểu là nó gồm đủ bát chính đạo, vì tinh tấn là để ngăn ác và làm lành, đại biểu cho nhóm giới. Chánh niệm là để đi đến định, đại biểu cho nhóm định. Tỉnh giác là đại biểu cho nhóm tuệ. Con đường thực chứng tam tướng vô thường, khổ và vô ngã, để thấy rõ Niết Bàn là độc lộ, độc đạo, không có bất kỳ một lối đi nào khác ngoài lộ trình đã dẫn. Thấy rõ tam tướng, sự thực của Pháp mới chấm dứt được ba ảo tưởng, đồng thời chấm dứt luôn ba ảo giác. Đạo đế khi ấy chính là diệt đế, và ngay cả khi khổ đế, tập đế được thấy như chân, như thật, thì tất cả đều trở thành như thật, như chân, tất cả đều diễn tiến trong cái đang là. Do vậy tu tập đạo đế, nhân để chứng ngộ diệt đế, quả là cách nói của thường ngữ, của thế tình. Trong cái thấy toàn diện, có định, tuệ, chiếu soi, thì tất cả đều hiện ra như thực tướng. Đạo đế do vậy là con đường ở đây và bây giờ, có cái nhìn thấu thị, xuyên suốt các giả tướng mê vọng, để trả tất cả về với cả thế giới như chân, như thực, không còn bị trôi lan bởi ảo tưởng, ảo giác của thế giới khái niệm để chìm đắm giữa đêm dài sinh tử, khổ đau. Kính thưa quý vị, video ngày hôm nay xin được kết thúc ở đây. Quý vị có bình luận về chủ đề ngày hôm nay như thế nào? Hãy cùng comment ở dưới video nhé. Xin chúc quý vị và gia đình luôn an lành, hạnh phúc.